Xin chào các bạn, mình là Lý Việt MMO đây các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền từ cái app GoLive cho các bạn. Thì để rút tiền từ app GoLive, các bạn đi vào app GoLive nhé. Mình bấm vào app GoLive. Cái app GoLive của mình đó, mình được 15.720 đồng nha các bạn. Thì để rút tiền từ app này á, thì các bạn hãy bấm vào cái nút tài khoản này các bạn. Đó. Rồi các bạn bấm vào nút rút tiền nha. Đó, thì các bạn đọc cái lưu ý của cái app này gồm có là giờ làm việc là từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều. GoLive sẽ duyệt tiền trong ngày sau khi bạn gửi yêu cầu rút tiền. GoLive không hỗ trợ việc duyệt rút tiền vào thứ bảy và chủ nhật. Rồi. Thì trong app này có rất là nhiều cái phương thức rút tiền nha các bạn, tức là cái cổng rút tiền á, thì gồm có thẻ điện thoại nè, rồi Viettel Pay nè, ngân hàng nè, thẻ Zing nè, thẻ Garena nè, thẻ Vcoin nè, ví điện tử Momo. Thì các bạn có những cái cổng rút nào á mà các bạn hay dùng á, các bạn rút qua cổng đó nha. Thì ở đây á mình có cái mình thì mình chỉ có 15.000 thôi, nhưng mà mình sẽ rút qua cái cổng là thẻ điện thoại nha các bạn. Mình rút qua 10.000 cho các bạn xem nhé. Rồi thì mình sẽ rút qua thẻ điện thoại, thì mình chọn mạng là MobiFone nhé. Mình chọn mệnh giá là 10.000, rồi sau đó thì mình điền số điện thoại vào 0937595875. Rồi thì sau đó thì bấm vào rút tiền. Rồi nó nếu là hãy nhập mật khẩu rút tiền của bạn, thì cái mật khẩu này á, các bạn vô cái chỗ bảo mật á, các bạn điền vào các số bảo mật cho các bạn. Các bạn nhập cái mật khẩu đó, các bạn nhớ cái mật khẩu đó, khi rút tiền nó sẽ hỏi cái mật khẩu này cho các bạn. Đó, của mình thì mật khẩu vậy á, thì mình lưu cái mật khẩu này, nhớ là bấm xác nhận nha các bạn. Mật khẩu rút tiền không hợp lệ. À, lỗi mật khẩu rút tiền không hợp lệ. À, chắc có lẽ là do mình quên cái mật khẩu này các bạn. Do mình quên cái mật khẩu các bạn, mình điền thiếu các bạn. À, sau khi mình rút thì nó báo thành công là đã gửi lệnh rút tiền lên hệ thống đó các bạn. Rút nếu mà rút thành công là sẽ hiện ra cái dòng này nha. Rồi bạn bấm OK, thì các bạn thấy nè. Thì các bạn thấy là số dư của mình là nó còn có 5.720 đồng, tức là nó đã trừ hết 10.000 đồng. Đó. Thì chúng ta sẽ chờ nó duyệt thôi. Rồi chúng ta quay lại các bạn, các bạn vào để có cái mật khẩu như hồi nãy, các bạn vào chút cài đặt bảo mật nha các bạn. Đó thì các bạn đặt cái mật khẩu nha, mật khẩu như mình đã điền á, và các bạn nhớ cái mật khẩu đó các bạn, để quá trình mà rút tiền á nó sẽ được diễn ra tốt đẹp cho các bạn. Thì mình có để cái đường link giới thiệu của mình á ở dưới mô tả video, các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nha các bạn. Thì mình cũng tạo ra mới tạo thôi, và mình cũng có được một người tham dự thôi. Thì mình có để cái đường link mời bạn bè của mình ở dưới video, các bạn xem và các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là click vào cái đường link đó và đăng ký qua cái app của mình, để mà có gì thì mình sẽ giúp đỡ cho các bạn làm tốt hơn, uy tín hơn, và các bạn cứ được nhiều tiền trên cái app này các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.